Xin chào các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và Đánh Giá. Đây sẽ là video cập nhật tình hình về hiệu năng chiếc Redmi K70e cho anh em đây. Tại vì vừa rồi mình có update lên một cái phiên bản mới. Đây, hiện tại đang là HyperOS 1.0.10 nha các bạn. Trước khi đi vào một sản phẩm cụ thể, các bạn nhớ để mua sản phẩm điện thoại này, phụ kiện này, rồi là sạc dự phòng các thứ ấy, thì nhớ sang bên Shopee, Săn Sale và Đánh Giá Store các bạn nha. Và các bạn nhớ follow cả Facebook của mình để cập nhật thông tin về công nghệ mới nhất nha. Và mình nghĩ là giống như mình thôi, rất nhiều bạn mong chờ là với Redmi K70e hiệu năng nó sẽ ok hơn, bởi vì con chip trang bị là DiMe 8300 Ultra các bạn nha. Điểm số AnTuTu rất là cao, 1.434.000 điểm. Không lẽ chiếc eSIM nó lại kém như thế đúng không? Nên là mình sẽ test lại cho anh em nha. Trước tiên xem lại một chút thông tin của máy này. Phiên bản có đây là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256. Và hiện tại Redmi K70e tại Shopee của mình là Săn Sale và Đánh Giá Store bán mức giá cực kỳ hợp lý. Các bạn có thể qua đó để xem. Về cái phần roi xe thì mình đã xóa rồi các bạn ạ. Không còn nha, để xem là chiếc eSIM lại nó có ổn hay là không. Tranh thủ đang tải dữ liệu mình sẽ đo lại nhiệt độ các bạn nha. Hiện tại thì trong quá trình tải dữ liệu thì máy cũng khá là gọi là nóng nóng rồi các bạn ạ. Đây, mặt trước của chúng ta nó đã lên đến khoảng gần 43 độ rồi. Mặt sau thì cũng khoảng gần 42. Hiện tại còn 83% pin và vẫn đang ở cái chế độ là IE mode các bạn. Đây, với chế độ mode này, setting đồ họa vẫn là cái đồ họa cũ nha anh em. Max setting. Quật luôn xem như nào. Anh em nhớ nhá là nhiệt độ nó đã nóng lên rồi. Ở cái map trong khu vực này thì nó cũng khá là ít quái các bạn. Chạy chỗ này thì nó cũng nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Âm lượng mình đang để tầm khoảng 80% đấy. Và độ sáng thì đang ở mức 75-70 gì đấy. Thôi mình sẽ sang một khu vực map khác nha. Ok anh em ơi. Tại vì hôm trước mình chơi ấy, thì K70e Genshin Impact nó không được ngon cho lắm. Lần này thì mình nghĩ là cũng sẽ ổn hơn thôi. Có một tin vui cho anh em là về cái mặt trải nghiệm gaming giật lag ấy, nó đã đỡ hơn rất là nhiều so với thời điểm trước mình test rồi, khoảng đâu đấy là hơn 2 tuần trước nhá. Và bằng chứng rõ ràng nhất các bạn có thể thấy biểu đồ FPS nó có ngon hơn các bạn ạ. FPS trung bình đợt trước mình chơi ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng 49 phẩy mấy đấy. Còn như đợt này mình tin FPS trung bình sẽ cao hơn. Mặc dù các bạn thấy là nhiệt độ trước khi chơi là cũng khá nóng rồi nha. FPS như này là anh em yên tâm rồi nhá. Mình sẽ dừng lại đây và đo nhiệt độ xem như nào. Nhiệt độ mặt trước nó lên khoảng gần 45 độ, 45 độ C. Mặt sau lên được gần 44 các bạn ạ. Đây là biểu đồ FPS Genshin ở mức đồ họa max setting trên Redmi K70e đã xóa ra xe sau update các bạn ạ. Thì mình thấy là FPS cho mình nó có nhỉnh hơn so với lại FPS của thời điểm trước mình chơi nha. Bây giờ nó lên tận 55.1 luôn các bạn ạ, thay vì là 49 phẩy mấy. Và mình bảo các bạn rồi, trải nghiệm chơi game nó đỡ lag hơn rất là nhiều các bạn. Anh em thấy sao về Redmi K70e? Như vậy về cái việc túi của game thì mình thấy nó có ổn hơn rồi nha. Anh em nào đang có hứng muốn mua Redmi K70e thì đấy, cũng tự tin hơn phần nào rồi. Nói chung với sản phẩm này nếu mà so sánh với lại Redmi K60 thì K60 nó vẫn ngon hơn. Nhưng mà đấy, em cân đối xem là bạn nên lựa chọn sản phẩm nào nha. Mình đã có video so sánh chi tiết giữa Redmi K70e và Redmi K60 rồi, thì các bạn có thể tìm lại. Mức giá Redmi K70e rẻ nhất mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bên dưới game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.